Chiều 31 tháng 8, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nơi đây đã thực hiện 5 lần phẫu thuật để cứu bàn chân phải bị đứt lìa của bé trai 6 tuổi. Trước đó, bé HMSM 6 tuổi ở Thành phố Hồ Chí Minh được đưa tới bệnh viện trong tình trạng đứt lìa ngang 2/3 trước bàn chân phải, lộ gân xương. Người nhà cho biết bé M chạy nhảy gần xe nâng hàng đang hoạt động, bất ngờ bé bị càng xe cắt đứt bàn chân phải. Người nhà nhanh chóng bỏ bàn chân bị đứt trực tiếp vào thùng đá rồi đưa tới Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, các bác sĩ dùng ni lông bọc bàn chân rồi chuyển tới Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh vào giờ thứ hai sau tai nạn. Để cứu bàn chân đứt lìa, các bác sĩ phải thực hiện 5 lần phẫu thuật. Lần 1, nối vi phẫu bàn chân và truyền 500ml máu. Lần 2, nối ghép mạch máu bị tắc, tĩnh mạch và truyền 250ml máu. Lần 3, cắt lọc da hoại tử sau 2 tuần. Lần 4, cắt lọc da hoại tử lần thứ 2 sau 1 tuần. Lần 5, ghép da sau 1 tháng bị tai nạn. Hiện bé M đã được xuất viện. Theo tiến sĩ bác sĩ Phan Đức Minh Mẫn, trưởng khoa chỉnh hình nhi, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh, đây là trường hợp rất hy hữu vì bé M đứt lìa bàn chân do sự bất cẩn của gia đình. Mỗi năm bệnh viện chỉ tiếp nhận vài ca tương tự. Lúc đầu các bác sĩ tưởng chừng không thể giữ được bàn chân bé M do mạch máu rất nhỏ, gây khó khăn khi thực hiện thao tác khâu nối siêu vi phẫu. Kế đến bé M lại có dấu hiệu nhiễm trùng sau nối đứt lìa bàn chân, nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, nhờ phối hợp ăn ý nên các bác sĩ đã cứu được bàn chân đứt lìa của bé M. Tiến sĩ bác sĩ Mẫn cho biết. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về vlo@phapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.